tuyển Đức đã ghi tên vào vòng tứ kết Euro sau khi thắng Đan Mạch trong trận đấu mà VAR thể hiện dấu ấn. Sức mạnh của đội chủ nhà Đức bị nghi ngờ sau khi suýt thua Thụy Sĩ ở lượt cuối vòng bảng. Tại vòng 1-8, Đức dự báo gặp nhiều khó khăn trước Đan Mạch. Đội đã hòa cả 3 trận ở vòng bảng, trong đó có trận hòa đội tuyển Anh. Đức là đội nhập cuộc mạnh mẽ, ngay ở phút thứ tư, tưởng chừng chủ nhà sẽ vượt lên khi Nico Schlotterbeck đánh đầu thành bàn từ quả phạt góc của Toni Kroos. Tuy nhiên, VAR hủy bàn thắng vì Joshua Kimmich phạm lỗi với Andreas Skov Olsen. Dù vậy, VAR sau đó đã mang đến những quyết định có lợi cho Đức để tạo bước ngoặt trận đấu ở đầu hiệp 2. Khi lên tham gia tấn công, hậu vệ Joachim Andersen đã đưa được bóng vào lưới của Đức. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Oliver quyết định không công nhận bàn thắng do có một cầu thủ Đan Mạch đã việt vị trước đó. Khi Andersen chưa hết thất vọng vì VAR, thì chỉ ít phút sau, hậu vệ này lại bị VAR xác định dùng tay cản quả tạt của David Raum trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Kai Havertz sút phạt rất hiểm, giúp đội chủ nhà phá thế bế tắc ở phút 53. Bàn thua khiến Đan Mạch phải dâng cao đội hình và phải trả giá. Chỉ 15 phút sau, từ đường chuyền dài của Schlotterbeck, Jamal Musiala thoát xuống đối mặt với Svensson và dễ dàng ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 để tiến vào vòng tứ kết. Trong khi đó, Đan Mạch phải nói lời tạm biệt Euro 2024. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên tuyển Đan Mạch Kasper Hjulmand bức xúc. Trận đấu bị đình đoạt bởi trọng tài và cho thấy Dylan này đứng dưới hàng thủ Đức chưa đến 1cm. Song, đó là tình huống lộn xộn và có sự tham gia của nhiều cầu thủ. Làm sao bạn có thể xác định chính xác thời điểm bóng được chuyển đến cậu ấy để quyết định là việt vị hay không? Sai lầm thứ hai là ở tình huống bóng chạm tay. Đó là pha bóng mà Andersen ở tư thế tự nhiên. Khi bạn chạy, nhảy, làm sao có thể giấu tay sau lưng? Không chỉ vậy, cầu thủ Đức sút bóng trúng tay cậu ấy ở khoảng cách 1m. Làm sao bạn có thể kịp phản xạ để rút tay lại? Ông Hjulmand nói thêm. Thuyền trưởng 52 tuổi còn khẳng định bản thân chưa từng than phiền về VAR trước đây. Song việc công nghệ này liên tiếp đưa ra những quyết định gây tranh cãi thật lố bịch và làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.